Xe đạp thể thao VIP.com xin chào các anh chị. Video này xuất lên mẫu xe đạp đua Twitter R12 24RS, giới thiệu chi tiết và bán tới anh chị. Với mẫu Twitter R12 24RS hiện đang có rất là nhiều màu anh chị nha. Và đặc biệt thì lại có màu đổi màu holographic, đổi màu body tuyệt đẹp đây. Vâng, những màu thường còn lại như màu đen ghi, màu trắng đỏ, màu đất sét, màu đen, màu bạc titan, màu cam hay màu xanh bi chi thì shop đều có hàng để anh chị lựa chọn. Và đặc biệt thì đang có hai size, đó là size 46 và size 48, phù hợp với rất là nhiều chiều cao của anh chị. Và từng màu sắc shop sẽ làm review giới thiệu chi tiết, báo giá và bán tới anh chị. Và anh chị đang thích mẫu xe đạp này rồi, có thể đặt xe trực tiếp trên web xe đạp thể thao VIP.com hoặc đặt xe qua số điện thoại hotline này bán hàng đang hiện trên màn hình 0989933958 đều được anh chị ạ. Bạn có thể gõ trong ô tìm kiếm của YouTube từ khóa xe đạp thể thao VIP.com sẽ ra các video đặc sắc của chúng tôi, hoặc cách đơn giản hơn là bấm vào nút đăng ký và ấn vào nút chuông để khi chúng tôi ra các video mới, bạn sẽ là người đầu tiên nhận được. Và đây là xe đạp đua Twitter 12 24RS, màu đổi màu holographic, đổi màu 3D tuyệt đẹp đấy anh chị ạ. Xe có cấu hình đó là khung phuộc cọc in bằng carbon và đổi màu holographic như anh chị thấy đây. Tem Twitter sáng khoắc khi có ánh điện chiếu vào anh chị nha. Đổi màu khi thay đổi góc nhìn khác nhau sẽ nên màu sắc khác nhau. Khung phuộc cọc in bằng carbon. Tay lái liền phô tăng đúc liền khối đầu cắm mập bằng hợp kim nhôm. Cáp thì âm toàn bộ trong tay lái, âm trong khung, âm trong phuộc. Dấu dây toàn bộ chỉ đi dây ra để kiểm soát phanh cũng như kiểm soát gạt lip phía sau. Vành nhôm hai lớp cao 4cm, lốp Innova Pro 700x25C, lan hoa bằng thép và sử dụng Meyer bằng hợp kim nhôm của hãng Retropic bi bạc đạn, trục bút to. Phanh trước phanh sau sử dụng phanh đĩa cơ dầu với củ phanh dầu của hãng Retropic, đĩa phanh đường kính 160. Bộ chuyển động trang bị cho Twitter 12 24RS này là sử dụng bộ chuyển động 24 tốc độ của hãng Retropic, tay đề số, tay đề nắp 3:1, 2x12 tốc độ. Gạt đĩa Retropic, gạt nip Retropic 12 speed, nip thả Sugix 12 tầng, sử dụng xích SUMC và bộ đùi đĩa trục rỗng Scenic PR5 bằng hợp kim nhôm 5034T, cốt giữa sử dụng cốt BB. Và tiếng cối nổ của nip sử dụng Meyer Retropic này rất là quen thuộc anh chị nha, nó rất là to luôn. Và sử dụng yên mút bọc da mềm. Tổng thể của Twitter 12 24RS anh chị đã thấy cấu hình rồi ạ. Và với mức giá bao nhiêu? Chỉ 14.800.000, bao ship toàn quốc anh chị nha. Twitter 12 24RS đổi màu holographic có giá 14.800.000. Anh chị có thể đặt xe trực tiếp trên web hoặc đặt xe qua số điện thoại hotline bán hàng đang hiện trên màn hình đều được. Anh chị cần tư vấn thêm, còn câu hỏi nào hãy liên hệ ngay với shop. Shop luôn sẵn sàng lắng nghe tư vấn giải đáp mọi câu hỏi thắc mắc của anh chị. Cảm ơn chị đã dành thời gian theo dõi video. Chúc anh chị nhiều sức khỏe, bình an, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống. Còn bây giờ, hẹn gặp lại anh chị ở những video tiếp theo từ kênh xe đạp thể thao VIP.com.